Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Đó là pháp giới của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Pháp giới của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát không? Thế nào là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp, rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp môn giải thoát không? Đó là pháp giới của pháp môn giải thoát không? Pháp giới của pháp môn giải thoát không này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát không. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đó là pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của năm loại mắt, thế nào là tướng pháp giới của sáu phép thần thông, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của năm loại mắt, đó là pháp giới của năm loại mắt. Pháp giới của năm loại mắt này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của năm loại mắt. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sáu phép thần thông, đó là pháp giới của sáu phép thần thông. Pháp giới của sáu phép thần thông này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt, mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của sáu phép thần thông. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của mười lực Phật? Thế nào là tướng pháp giới của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của 10 lực Phật, đó là pháp giới của 10 lực Phật. Pháp giới của 10 lực Phật này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của 10 lực Phật. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đó là pháp giới của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Pháp giới của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của pháp không quên mất, thế nào là tướng pháp giới của tánh luôn luôn xả, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp không quên mất, đó là pháp giới của pháp không quên mất. Pháp giới của pháp không quên mất này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp không quên mất. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tánh luôn luôn xả, đó là pháp giới của tánh luôn luôn xả. Pháp giới của tánh luôn luôn xả này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tánh luôn luôn xả. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của trí nhất thiết? Thế nào là tướng pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của trí nhất thiết, đó là pháp giới của trí nhất thiết. Pháp giới của trí nhất thiết này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của trí nhất thiết. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đó là pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt, mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.
Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của tất cả pháp môn Đà Na Ni? Thế nào là tướng pháp giới của tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tất cả pháp môn Đà La Ni, đó là pháp giới của tất cả pháp môn Đà La Ni. Pháp giới của tất cả pháp môn Đà La Ni này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tất cả pháp môn Đà La Ni. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, đó là pháp giới của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Pháp giới của tất cả pháp môn Tam Ma Địa này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của quả dự lưu? Thế nào là tướng pháp giới của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật, tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả dự lưu, đó là pháp giới của quả dự lưu. Pháp giới của quả dự lưu này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của quả dự lưu. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực